Okay, sau đây bạn bọn ở khu này cà phê muốn dùng bàn tập sao hay mì điện tì tập muối là dùng mặt to vì mì điện tì tập phơi dưới là dùng dùng vì add custom chẳng okay chẳng nói video này thì dùng tập sao từ lâu chỉ muốn bay thì mua dùng tập sao từ lâu vocabulary thì hay thì pin dùng tập sao vì cả bỏ tập bot hay thì bay nó cứ dùng tập sao vì custom nó ở bậc sai okay chẳng mới thì ở custom custom officer custom officer nâng mê tha mình trái tốt bình nít ưu văn á rồi còn mình trái tốt bình nít tùm ninh okay, good morning may I see your passport good morning may I see your passport hôm đó tiếp bây giờ ra ra xua here it is xua here it is thank you. Okay, do you have anything to declare? Okay, do you have anything to declare? Alright, no, I don't. You have such suitcase, is that right? You have such suitcase, is that right? Yes, that right. What do you have in your suitcase? What do you have in your suitcase? Close and I have some compact disc and some perfume. How much perfume do you have? How much perfume do you have? Okay, about it. I continue to read. One bottle. Okay, and how many CD do you have? Okay, how many CD do you have? Three, fine. Do you have anything else? No, I don't. Good. Now open this suitcase, please. Opera. What? Open your suitcase. Now let's see. Well, look at this. You have three portable CD player. Five. No. Six large bottle of perfume and a lot of CD. Okay. Trong tập bị ca an ở tập bọn này hỏi được cứ cho ở bộ tâm phí vô khắp chỗ rì vĩnh observe it this text we can use to study vocabulary okay, vocabulary thế này cứ vocabulary các là sạp biệt vocabulary cứ các là sạp biệt chỉ ở add a custom chẳng là ai cần lại tôi tụi 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 chẳng là lấy nick lại cho tụi 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 nhận là thu nạp tài vốn họ chẳng nhé cái chỗ mắc cái miền lại bị là custom nhỉ add the custom chỗ mắc cái tôi đã tụng lên nhé cái biểu viết the place at a port no as airport or border where travelers that form now travelers beach that form now the word beach and look at to find out is any good being carried out officially go to through the customer go to custom okay again go through custom okay chứ mà tí gần lại mùi nơi ai bật lên hình hoa nắng hay gò vị trí phụng đài mùi đại chứ gần lại cậu bộ nè thua tầm nào nè sản phẩm đã có bộ đã thua tầm nào tự bàn check nè look at tự bàn phải đợi hận đồng bây chờ find out nắng bên ha đồng bây phải đợi nó chụp find out look at chụp find out nó cứ tự bình đấy và hai nâng tự bàn tự bình đấy is any good person ba tầm nên xem tiền tiền nữa cứ vì carry illegal person tầm nên xem tiền nữa vì có chụp map thằng anh ủ thôi một chiếc ở một chiếc declare proclaim declare nó có bao nhiêu to officially tell someone the value of goods you have to bought or the amount of money you have earned because you might have to pay tax mẹ tha officer chụp lời cá cứ prap nà nà mà nè ông phi đồng đây này tầm nính
đại đại dương bán đại nhận bán tình tôi coi chúng luôn này lối đại nhận đặc bàn đại nhận đặc bàn được xa đại nhận ban chấm này từ lỡ thay phun chẳng tạm tạm đi thay phun hay là tặng chấm này được thay phun nhỉ tạm nó cứ phải tặng hôm nay được thay phun nói nó dương đặc bàn đấy thì dương đặc bàn heo là dương đặc bàn thôi chứ một chiếc thôi nã xin tôi đi clear không biết là vậy đã có cả tiền đã xin to declare khi mình phải đặt tập các tế is a part of go to declare tầm lên đặt tới các go to declare tầm lên đặt tới các một tiết suitcase suitcase này cứ vali suitcase như suitcase vali to lock our return to lock case with a hand for carrying clothes and position while traveling trong mê tha vì chỉ cái mùi riêng chạy còn cái bột thốm chùm mùi nâng như một cành đáy xâm rạp đạn như một cành đáy xâm rạp đạn đấy khá rì nhìn khó xâm rạp đạn xâm điểm vẽ hơi nâng ở vây đá chiếc cầm ở sức cái nạn tệp cái đáy cầm bông thua đầm nào ở đó thì have you packed and packed your suitcase yet tại nạn bàn căn tại nạn bàn bích shop thế mình tập mang việc shop nơi vật lý bọn này là loại tế những cái xuyên chẳng nát họ ni chịu thì hỏi một tiết ở perfume tập học liquid liquid with a pleasant smell usually made from oil taken from flower or spice which is often used on the skin vì cái chia là bài muối vì chia là bài tại vì mình hơi thông khăn đo được gì ấy chỉ thông mà cứ mình cắt trên pi pi prey nhé pi prey đại gia có pi pi ở cà rốt chia tới họ hoạt động tập mang cái prao tận lực bài nhé use on the skin that's my cứ tự học ấy. Do you what a perfume are you wearing? What a perfume are you wearing? Ta ta op mũi nát đây nè, đây nè, tiệt vẹn luôn, đây nè sợ luôn, vía nó vía được wearing. Từ tôi ta op mũi nát đây nè cho chặt pro được cọc bánh nhá. Just see a door friend perfume nè, mình riêng mình riêng là ta op barang đấy, mình pro ta op barang nhá. Còn tốt bây ca sắc xa nơi vocabulary ní hói dừng chụp ôn ôn hình xa một bây ca bộ bệnh ảnh tập bọt nì, ôn mối ảnh custom bây custom official good morning around this day may I see your passport tập nhóm ảnh khơi đi khách trong nẹ tăng nẹ bán tế xua bất mẹ nế here it is Vietnamese thank you, or good. Oh, do you have anything to declare? Okay, ta nhận miền ở bài thêm khi đồng bài và ca đế. No, I don't. Tê nhưng mà miền tê. You have such a suitcase is that right? Nhận miền vali chung luôn trong mối. Ta vi tâm trời tê. Yes, that's right. Bạn vi tâm trời hỏi nhé. What do you have in your suitcase? Ta nhận mình ở bài tiết được nông vali. Clothes, điểm bè. And I have some compact disc and some perfume. Hoặc nhóm miền ở đạp chọn đi hay nâng ở tự ọc là class. Chỉ dùng một tiết. How much perfume do you have? Ta nhận mình ở tự ọc mong. Ta nhận mình ở tự ọc của mán. Ta tự ọc của mán đã nhận. Đã nhận mình. One but thom một đọc. And how many CD do you have? Cho CD nữa. Mình phải mạng đấy. 3, thì mình bày. 5, lọ. Do you have anything else? Ta nhận mình là bài phần tiết đấy. Do you have anything else? Ta nhận mình là bài phần tiết đấy. No, I don't. Tê, nhưng mà mình tê. Go, lọ. Now open this suitcase, please. Ở đây xong. Bác vô lý mà, what, cái kia nữa, cho vầy nữa.
Open your suitcase now. Let's see where. Look at this. You have three portable CD player. Five, no, six lock bottle out, perfume and another CD. Chúng bảo vệ lý bỏ nẻ máu ở lần này cho mưa cho. Lò, cái lý mưa tí nè. Nè cứ miền ở đi, CD để ai căn bàn nó chúng muốn bấy, để ai dụ bàn chúng muốn bấy hơi hơi pram, hơi mình miền mình mang tên á. And five or no pram mình miền tê six lạc bột thò áo phơi phơi xuống cứ miền tập áp chúng luôn promo đọc thông thông hơi năng sĩ đi chỉ trán tiệt. Trong một topic ca bộ phê nơi ạ tập bọt ní hói được cư trong vài rộng bộ ôn sạp nơi ạ tập bọt sạch tầng ọc ní. At customs. Good morning. Can I see your passport? Sure. Here it is. Thank you. Okay. Do you have anything to declare? No, I don't. You have six suitcases, is that right? Yes, that's right. What do you have in your cases? Clothes. And I have some compact discs and some perfume. How much perfume do you have? One bottle. Okay, and how many CDs do you have? Three. Fine. Do you have anything else? Nope, I don't. Good. Now open the suitcase, please. Huh? What? Open your suitcase. Now let's see. Well, look at this. You have three portable CD players, six large bottles of perfume and a lot of CDs. Which one? Okay, chẳng vì ở lúc đó giờ nông thôn xa mình đi tiếp cứ mình đi tập bóng bay. Which one?